Màn bắt cá đầy kịch tính. Chúng ta đang nói về những con cá tuyệt đẹp, nhưng thực sự là những kẻ săn mồi phàm ăn. Không gì có thể ngăn chúng đắp mồi. Tất cả bọn chúng bơi từ từ, và khi những con cá mồi được thả ra, những con cá heo đuổi theo chúng. Ngày nào những con cá heo hồng cũng quan sát chúng ta rời đi. Và mỗi mẻ cá anh thả ra, chúng sẽ nhảy chồm lên mặt nước và đuổi theo. Cá heo cố gắng đớp lấy chúng, bơi theo chúng. Thật là những kỷ niệm tuyệt vời. Anh sẵn sàng chưa? Được rồi, tôi đang cuộn dây. Tôi đã bắt được con cá vườn nhỏ đầu tiên. Anh có thể làm vậy sao? Chúng tôi tìm đến sông Sacramento ở California để bắt cá vượt sọc. Tôi từng đọc về chúng nhưng chưa bắt được con nào. Một loài cá tuyệt đẹp. Điều thực sự thú vị là chúng bơi ngược dòng để sinh sản. Có nghĩa là khi còn nhỏ, chúng sống ở những vùng nước ngọt và đến lúc trưởng thành, chúng bơi ra biển. Bởi vậy, thực tế, chúng không sống cá hồi đại Tây Dương. Sự khác biệt là có một lượng lớn cá bơi đến đây. Nó giống như một ngư trường lớn. Tôi nghĩ đó là một trong những mùa đi câu thành công nhất của tôi. Nhìn kia. Hey there, Els. Good girl. Một miếng mồi ngon, một cú đớp hoàn hảo. Chúng tôi vừa nhìn thấy chim ưng biển tấn công cá từ trên mặt nước đằng kia. Cảnh tượng thật ngoạn mục, và ngay sau đó, nó thả con mồi bay đi. Tôi sẽ sang phía bên này. Anh sẵn sàng chưa? Nó ở ngay đây. Nó sắp cắn câu đấy. Một con cá thật đẹp, rất tuyệt. Nó phải được 4 kg. Thật tuyệt. Thanks team. Rất tuyệt đấy. Đó là một con cá cái. Vậy à? Aaron biết rõ dòng sông này. Khi chúng tôi đến đây, anh ấy muốn kiểm tra một vài địa điểm yêu thích của mình. Chúng tôi di chuyển 16 km dọc bờ sông và đi từ khu vực này sang khu vực khác để tìm cá. Đã hơn 6 tháng kể từ khi tôi bị trẹo chân. Mùa đông ở Ireland thì khá dài, trời nhanh tối và hay có mưa. Lúc này tôi đang ở cùng Dennis, thuyền trưởng, và trời thì đang có nắng. Cuộc sống thật tươi đẹp. Chúng ta rời Brazil và cuộc phiêu lưu của chúng ta chưa dừng lại ở đó. Không, tôi cảm thấy như nó mới bắt đầu. 40 tiếng đi đường. Sau khoảng 18 hoặc 20 ngày gì đó ở Brazil, chúng tôi đi thẳng đến Uruguay. Chúng ta đã đi thêm 40 tiếng nữa nhỉ? Đúng, 40 tiếng. Chúng ta đã bị lỡ chuyến bay. Chúng ta lấy hành lý của mình và phải ở lại sân bay qua đêm. Chúng ta lại nhớ một chuyến bay nữa khi cố gắng lấy đồ và phải chờ thêm 7 tiếng nữa. So
Chúng ta thức dậy ở đó. Đó là một khu vực sông bất thường, dòng chảy không ổn định, dội vào những con đập lớn, nước tung bọt trắng xóa. Ý tôi là lúc nào chúng ta cũng phải thả neo. Chúng ta di chuyển xung quanh đó. Cá ở đây sinh sôi, phát triển mạnh. Anh đã phải tập trung để giữ thăng bằng, cố gắng giữ cần thăng bằng, để ý cần câu, mồi câu, và sau đó con thuyền quay giống như cái chai bị rơi vào xoáy nước vậy. Đó là một nơi câu cá kỳ lạ. Đúng vậy, sau đó mọi chuyện xảy ra, anh bị trượt chân khỏi boong tàu và ngã. Đúng, tôi đã bước quá xa. Tôi nghĩ mình đã bị trẹo chân, mũi giày ở tư thế như thế này và tôi bị ngã. Và giờ thấy vết thương rất đau. Kéo xuống. Kéo xuống nữa đi. Chúa ơi. Rất tiếc anh bạn. Có chuyện gì vậy? Tôi bị vướng chân và trượt ngã. Tôi đã bị trẹo chân. Đáng lo nhất là anh đã bị đứt dây chằng. Đúng, tôi bị đứt hai dây chằng và xương nối mắt cá chân bị gãy. Đó là hậu quả. Chúng ta thậm chí còn không biết điều đó, chỉ biết là có vấn đề nhưng không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy. Khi nhìn thấy đau, chúng ta chỉ nghĩ rằng bị bong gân. Anh đã để nó một ngày, nhưng sau đó anh đã đi lại được. 6 ngày tôi đi lại với đôi chân băng bó, và những ngày đó đi câu cá, tôi nghĩ là nó rất có hại. Và sau đó khi về nhà, các ngón chân của anh thực sự bị thâm đen. Đúng, chúng bị thâm đen. Toàn bộ bàn chân và ngón chân đều tím bầm. Tôi tưởng chúng bị hoại tử vì nghĩ nguồn cung cấp máu đã bị chặn lại. Nó đang ở trên mặt nước. Anh đang đứng trên thuyền. Ôi Chúa ơi, nó ngoi lên mặt nước. Ôi Chúa ơi, thật không ngờ. He hit that on the surface, baby. Oh my god. That was awesome. This is unreal. I put this stupid. Thật không thể tin nổi. Tôi thả một con mồi bằng gỗ trắng, có gắn móc câu và vẽ một con mắt lên đó. Tôi ném xuống nước và nó đã phát huy tác dụng.